Thời điểm đầu năm, người dân thường đến các nhà chùa, khu di tích văn hóa lịch sử để cầu bình an và cúng dường tiền công đức. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà chùa để ăn trộm tiền công đức. Mới đây, một vụ trộm tiền công đức đã diễn ra tại chùa thôn Phú Mãn, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Tận dụng đêm khuya, nhà chùa không có sư trụ trì nên kẻ trộm đã cậy hòm công đức và lấy đi gần toàn bộ số tiền trong hòm. Đêm thì là kẻ trộm nó vào lấy trộm. Thì trong người đó là có cái cam nó phát hiện được. Thế thì thường thường là tôi thì là người phát hiện đầu tiên, thì tầm 2-3 giờ sáng là tôi dậy. Thì tôi mở ra tôi xem, nó có ghi là phát hiện có người. Sau khi ra kiểm tra thì nó bẻ khóa, thế thì nó lấy toàn bộ là tiền chẵn. Trước đó tại ngôi chùa thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, kẻ gian đã đột nhập vào để trộm tiền của nhà chùa. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ban quản lý các khu di tích lịch sử văn hóa cần nâng cao cảnh giác, truy bắt các đối tượng trộm cắp để xử lý theo quy định của pháp luật, trả lại sự tôn nghiêm, thanh tịnh cho các nơi thờ tự, không nên để số lượng tiền lớn trong hòm công đức, tránh cho kẻ gian lấy trộm.